Albert Einstein là một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất mọi thời đại, tới mức tên của ông gần như đồng nghĩa với cụm từ thiên tài. Năm 1921, Albert Einstein nhận giải Nobel vật lý. Do thuyết tương đối hẹp vẫn còn đang là một chủ đề gây tranh cãi, nên hội đồng giải Nobel đã trao giải cho ông vì những giải thích về hiện tượng điện quang và các đóng góp cho vật lý. Mãi đến sau này, người ta mới biết rằng thuyết tương đối của ông có tác động lớn đến thế nào. Nhờ Einstein, nhận thức về vũ trụ của con người đã thay đổi hoàn toàn và thậm chí nó đã giúp hình thành nên một thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay. Và ngay sau đây sẽ là 7 phát minh vĩ đại đã làm thay đổi thế giới của thiên tài Albert Einstein. Đầu tiên, mối quan hệ giữa không gian và thời gian. Một trong những thành tựu sớm nhất của Einstein ở tuổi 26 là thuyết tương đối hẹp. Sở dĩ được gọi như vậy vì nó đề cập đến chuyển động tương đối trong trường hợp đặc biệt khi lực hấp dẫn bị bỏ qua. Điều này nghe có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng đó kỳ thực là một trong những cuộc cách mạng khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử, thay đổi hoàn toàn cách các nhà vật lý suy nghĩ về không gian và thời gian. Trước đây, chúng ta nghĩ về không gian và thời gian là hoàn toàn tách biệt, bởi vì chúng được đo lường bằng các đơn vị khác nhau, chẳng hạn như km hay giây. Nhưng Einstein đã chỉ ra cách chúng thực sự có thể hoán đổi cho nhau, liên kết với nhau thông qua tốc độ ánh sáng, với xấp xỉ 300.000 km/giây. Hệ quả nổi tiếng nhất của thuyết tương đối hẹp là không gì có thể chuyển đi nhanh hơn ánh sáng. Nhưng nó cũng có nghĩa là mọi thứ bắt đầu hoạt động rất kỳ lạ khi tốc độ ánh sáng được tiếp cận. Điển hình như nếu bạn có thể nhìn thấy một con tàu vũ trụ đang di chuyển với tốc độ bằng 80% tốc độ ánh sáng, nó sẽ trông có vẻ ngắn hơn khoảng 40% so với khi xuất hiện ở trạng thái nghỉ. Nếu bạn có thể nhìn thấy bên trong con tàu này, mọi thứ sẽ dường như chuyển động chậm, với tương ứng sẽ mất 100 giây để đánh dấu 1 phút, theo đo lường của Hyperphysics thuộc Đại học Georgia State Mỹ. Điều này có nghĩa là phi hành đoàn của tàu vũ trụ sẽ thực sự già đi chậm hơn khi họ di chuyển nhanh hơn. Thứ hai, phương trình E bằng MC bình phương. Một nhánh rẽ bất ngờ của thuyết tương đối hẹp là phương trình nổi tiếng E bằng MC bình phương của Einstein. Đây có thể là công thức toán học duy nhất đạt đến trạng thái biểu tượng văn hóa. Sở dĩ nổi tiếng như vậy là vì phương trình đã biểu thị sự tương đương của khối lượng M và năng lượng E, vốn là hai thông số vật lý mà trước đây được cho là hoàn toàn tách biệt. Trong vật lý truyền thống, khối lượng đo lượng vật chất chứa trong một vật thể, trong khi năng lượng là một đặc tính mà vật thể có được nhờ chuyển động của nó và các lực tác dụng lên nó. Tuy nhiên, phương trình của Einstein nói rằng khối lượng và năng lượng về cơ bản là như nhau, miễn là bạn nhân khối lượng với C bình phương hay bình phương của tốc độ ánh sáng, một con số rất lớn, để đảm bảo rằng nó kết thúc bằng một đơn vị là năng lượng. Phát minh vĩ đại thứ ba của Einstein chính là tia laser. Laser là một thành phần thiết yếu của công nghệ hiện đại. Chúng có nhiều ứng dụng, từ máy đọc mã vạch, con chuột laser cho đến ảnh ba chiều và cáp quang. Mặc dù laser không thường được gắn liền với Einstein, nhưng một số công trình nghiên cứu của ông đã khiến chúng trở nên khả thi. Năm 1959, khái niệm laser ra đời là viết tắt của sự khuếch đại ánh sáng bằng cách phát xạ kích thích. Trong khi đó, theo Hiệp hội Vật lý Hoa Kỳ, phát xạ kích thích là một khái niệm mà Einstein đã phát triển hơn 40 năm trước đó. Einstein nhận ra rằng các photon mới di chuyển theo cùng một hướng, cùng tần số và cùng pha với photon ban đầu. Điều này dẫn đến hiệu ứng thác khi ngày càng có nhiều photon gần như giống hệt nhau được tạo ra. Thứ tư, hố đen và lỗ zoom vũ trụ. Thuyết tương đối hẹp của Einstein đã chỉ ra rằng không thời gian có thể khiến một số điều kỳ lạ xảy ra ngay cả khi không có trường hấp dẫn. Ông phát hiện ra rằng các vật thể khổng lồ như hành tinh và các ngôi sao thực sự làm biến dạng cấu trúc của không thời gian. Chính sự biến dạng này đã tạo ra các hiệu ứng mà chúng ta nhận thấy, chính là lực hấp dẫn. Einstein giải thích thuyết tương đối rộng thông qua một tập hợp các phương trình phức tạp có rất nhiều ứng dụng. Có lẽ giải pháp nổi tiếng nhất dựa trên các phương trình của Einstein đến từ giải pháp của Kaswarsai vào năm 1916 khi ông nhắc tới một lỗ đen trong vũ trụ. Bên cạnh đó, một giải pháp mà chính Einstein đã phát triển vào năm 1935 mô tả khả năng xảy ra các đường tắt từ một điểm trong không thời gian đến một điểm khác. Ban đầu, khái niệm này được đặt tên là cầu Einstein-Rosen, với Rosen là tên cộng sự Nathan-Rosen của Einstein. Giờ đây, chúng được biết đến với cái tên quen thuộc hơn là lỗ zoom hay lỗ sâu. 5. Sự giãn nở của vũ trụ.
Một trong những điều đầu tiên mà Einstein đã làm với các phương trình thuyết tương đối rộng của chính ông vào năm 1915 là áp dụng chúng vào vũ trụ. Thế nhưng, có một vấn đề mà bản thân ông đã không thể lý giải được, đó là cấu trúc không gian dường như luôn ở trong trạng thái giãn nở liên tục. Hệ quả là nó tác động đến các thiên hà, khiến khoảng cách giữa chúng không ngừng tăng lên. Nhận thấy có điều gì đó không đúng ở đây, Einstein đã thêm một khái niệm gọi là hằng số vũ trụ vào các phương trình của mình để tạo ra một vũ trụ tĩnh, hoạt động ổn định. Nhưng sau đó các nhà thiên văn từ bỏ nó, khi các quan sát thực nghiệm trong thập niên 1930 cho thấy vũ trụ đang giãn nở. Hiện tại, hằng số vũ trụ học được khôi phục trở lại nhằm giải thích kết quả quan sát vũ trụ đang giãn nở gia tốc. Hằng số vũ trụ là cách giải thích đơn giản nhất cho năng lượng tối, nguyên nhân chưa được hiểu rõ gây ra sự giãn nở gia tốc này. Phát minh thứ 6 mà ai cũng biết chính là bom nguyên tử. Mặc dù không phải là trực tiếp, nhưng Einstein vẫn được ghi nhận với phát minh vũ khí hạt nhân thông qua phương trình E bằng MC bình phương của ông. Trên thực tế, Einstein vẫn đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển thực tế của những quả bom nguyên tử đầu tiên. Năm 1939, Einstein gửi một bức thư cho Tổng thống Hoa Kỳ Franklin Roosevelt nói về khả năng phân hạch hạt nhân và nỗi kinh hoàng sẽ xảy ra nếu Đức Quốc xã có được những vũ khí như vậy. Hệ quả của bức thư nổi tiếng nêu trên là việc thành lập ra dự án Manhattan, là dự án tạo ra những quả bom nguyên tử đầu tiên của Mỹ, được sử dụng để chống lại Nhật Bản vào cuối Thế chiến II. Và đứng thứ 7 chính là sóng hấp dẫn. Ngay sau khi xây dựng thuyết tương đối rộng của mình, Albert Einstein suy đoán rằng loại lực cơ bản này còn có thể tạo ra những gợn sóng trong cấu trúc không thời gian. Tuy nhiên, ông không chắc chắn về nhận định của chính mình. Theo Einstein, hầu hết mọi thứ trong vũ trụ đều có thể tạo ra sóng hấp dẫn, chỉ cần chúng lắc lư một chút. Và để tạo ra nhiễu động đáng kể trong không thời gian, sẽ cần thứ gì đó vĩ mô cả về khối lượng và năng lượng, chẳng hạn như va chạm giữa hai hố đen nuốt chửng ngôi sao, vụ nổ sao neutron hoặc sự kiện siêu tân tinh vân vân. Sóng hấp dẫn chuyển đi với tốc độ ánh sáng và có hình gợn sóng theo đúng nghĩa đen. Mặc dù hiện diện ở khắp nơi, chúng ta rất khó cảm nhận chúng. Nguyên nhân là bởi lực hấp dẫn rất yếu, ngay cả khi tăng cường độ lên gấp 1 tỷ 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 lần. Nó vẫn là lực yếu nhất trong 4 lực cơ bản của vũ trụ, bên cạnh lực điện từ, lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Do đó, sóng hấp dẫn gây ra bởi lực hấp dẫn bình thường là những nhiễu động cực nhỏ. Các phương trình của thuyết tương đối rộng nổi tiếng là khó giải, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi ngay cả Einstein cũng thừa nhận điều đó. Phải mất nhiều thập kỷ nghiên cứu cho đến tháng 2 năm 2016, khi các nhà vật lý lần đầu tiên phát hiện ra sóng hấp dẫn, đã chứng minh Albert Einstein đúng